mình chào người Nam nhé. Hôm nay Như ý phối ghép một bộ Mr. Bàn Mackey hàng của Mỹ ha. Cái đời này là đời sản xuất tại Mỹ. Và một con FXR B-Way cũng được sản xuất tại Mỹ luôn. Khi hai anh Mỹ này bắt tay nhau thì như thế nào ha? Thì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy sự lợi hại của hãng không. Bây giờ đầu tiên là một con Mr. Mackey 1402 VLZ. Con này hàng bãi ship Nhật về, nhưng mà tình trạng hàng hóa là đẹp, đẹp riêng luôn, đẹp riêng nguyên bản. Nó chỉ có chạy sơn chút xíu vô đây thôi. Chỗ này anh em lấy sơn phết lên cái make up lại là đẹp, nhưng mà mình không có làm, mình làm biến lắm. Đấy, mình quay một vòng cơ bản cho anh em xem ha. Đẹp không? Đấy. Thì cái chỗ này nó cũng hơi chạy tí nè. Mấy cái này thì đơn giản lắm ha. Mấy cái này anh em nào muốn làm đẹp thì làm, chứ bởi vì cái con này ra đời khá là lâu rồi. Con này ra đời từ những năm 95, 96, 94 tới bây giờ mà còn như này là cũng quá hiếm luôn anh em ơi. 1402 VLZ không? Con này hàng được sản xuất tại Mỹ nè nè, made in USA. Đó, thấy chưa? Chuẩn chỉ ha. Số series nó là 365, mình chỉ có duy nhất một con ha. À, hai đường này là hai đường main out xuống master ha, xuống main chính. Hai đường cột drum cắm loa kiểm âm, hai đường LT để truyền tín hiệu, ví dụ như để đánh sub đánh gì đó. Con này điện áp riêng của Mỹ thì chỉ có 120 thôi ha. Và đây là một con FX Delta B-Way. B-Way Delta Fact cũng hàng được sản xuất tại Mỹ luôn, mà đen ngủ đen mà anh em thấy chưa. Đấy. Thì mình đang ghép với mixer thì hai đường ốc sen, hai đường ốc sen bằng dây màu đen này không, air with sen mình hai dây màu đen, thì mình sen in sen tín hiệu input vô cái con FX input ha, input rồi bắt đầu output của con FX, hai đường dây màu đỏ cắm dừa shifter return đó. Rồi bây giờ mình sẽ vận hành để hiệu ứng cho anh em thấy ha. Nói chung cách cắm dây thì cũng đơn giản, mình chỉ giới thiệu sơ qua. Anh em là chuyên sâu thì Zalo kết bạn mình sẽ bày ha. Rồi bây giờ nhạc thì ngon lành rồi không? Nhạc thì chỉnh bắt chép như này thoải mái không? Nhạc mình đưa vào đây, đưa vô line 13, 14 này ha. Còn micro mình cắm vào đây, còn hai đường này là hai đường phản hồi effect. Bây giờ mình sẽ test tiếng mic ha. Mình nói lại cái cách gửi tín hiệu này. Khi mình cắm hai cái đường LX sin 1 sin 2 này thì mình vặn hai nút này lên ha. Rồi mình gửi tín hiệu đi. Còn những cái line còn lại off hết này, anh em thấy chưa? Off hết ha, off hết, không có line nào mở ha. Thì chỉ có line micro thôi. Dù đây cái micro thì mở lên, đây cái micro mở lên mà không cắm không mở. Đó, ví dụ mình off xuống là nó không có effect. Mình thử ra, test ha. Đây là cái tiếng mic mọc ha. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Đây là cái tiếng micro mọc khi chưa có hiệu ứng effect ha. Bắt đầu mình xem, mình mở một cái đi ha. Mình xem một đường thì ra một cái. Như vậy. Hey. 1 2 vật anh em ơi. Hê. Mình xem hai cái thì nó sẽ mạnh lên chút xíu nữa. Hê. 1 2. Đó anh em thấy chưa? Khi mình xem một cái thì tiếng hiệu rất là nhỏ, nhưng mà khi xem hai cái tiếng hiệu rất là to ha. Đấy thì bởi vậy có nhiều người anh em hỏi tại sao nó để ra hai cộng ốc sen này rồi mình không dùng hết mà mình dùng lại một cái. Đó. Nên là nhiều khi nói chung là mình lấy một ốc vẫn được, thì một ốc mình thì bạn hồi xuất của đại lớn lên vậy đó, lớn lên nó sẽ hú không, còn cái này để mình dùng cái kiểu khác. Nói chung có rất nhiều cách. Rồi tiếp theo với con B-Way Delta Fact này thì sao? Mình đang đỡ cái kênh số 1 ha. Đấy, cái mũi tên nó đang đỡ hướng số 1 ha. Hướng số 1 thì số 1 là reverb chamber ha, reverb chamber. Đấy. Rồi, bây giờ mình không thích cái kênh reverb, mình chơi kênh số 8 đi, delay cộng reverb đấy ha. Mình lên xuống, lên kênh số 8 đi. Đấy, lên kênh số 8 này ha. Thử cái gì? Thì hai cái này là echo cộng reverb bằng cách mình vặn hai cái biến parameter 1, parameter 2 này ha. Ví dụ như mình vặn hai cái biến này vào không này. Hai cái biến này là để hiệu chỉnh ha. Hiệu chỉnh. Cái đây là gain input đầu ra, đây là gain input đầu vào. Còn cái đây là tiếng mic mọc hay là tiếng mic có effect hơn. Mình đỡ chính giữa thì vừa mic mọc vừa có effect luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ tăng cái biến đầu tiên lên. Bây giờ mình kiểm tra này, không cay hơn này. Alo, alo, 1 2 cái đó đúng không? Tăng này lên. Tăng lên thì có hiểu gì ha? Hey, 1 2 3 4 5 6 10. Hey, đây là hiệu ứng echo nha anh em. Echo. Hey. Đấy. Rồi mình tăng tiếp theo đây lên là reverb. Hey. 1 2. Đây là hiệu ứng echo cộng reverb ha. Hey. Tôi hát bài ca người ca Hà Nội. Ôi thủ đô yêu dấu trong trái tim ta. Đấy, đó là hiệu ứng ở chỗ cần reverb. Còn nếu mình không thích, mình thích reverb không thì mình ốp ở chỗ lại ha. Ốp ở chỗ lại thì nó ra reverb không. Hê. Đó ha.
đơn giản vậy thôi không? Ví dụ như mình không thích cái kênh này nữa đi, mình chơi kênh số khác đi, số 9 đi. Kênh số 9 là kênh delay ha, thuần tí delay. Bây giờ mình kiểm tra hiệu ứng. Alo. Chưa có gì hết đúng không? Thì mình sẽ vặn lên 50 đi, 50. Cái này mình cũng vặn lên 50 nữa ha, 50 đi. Alo. À, nó hiệu ứng. Alo. Còn nó hiệu ứng gì? Alo. Đó, đây là cái repeat, cái này là cái delay này. Lê khi anh em có cái hàng trên tay rồi bà đám dập cái xe lên. Nói thiệt đấy, dập cái xe lên chứ không có gì khó khăn hết. Và cái con mixer này mình đang bán với giá 5 triệu đồng ha. Cái con effect này nó mất adapter nha, mất adapter. Con effect này không có adapter mà mình đang thớ vào một cái cục adapter, gọi là cũng đây là cũng hàng bãi nhưng mà adapter lô không phải riêng nha. Thì mình bán rẻ cho anh em 2,2 triệu cái bộ này ha. 2,2 triệu cái bộ B-Way Data Pack không có adapter này ha. Nhưng mà mình bán cho anh em mình vẫn đưa cục adapter đầy đủ đang hoàng ha. Thì con này 2,2 triệu, con này 5 triệu. Nếu anh em nào lấy cả bộ này mình sẽ giảm cho 200,000 ha. Chẳng 7 triệu. Đó, thoải mái chưa? Rồi mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ ha, 0909043679 hoặc gần cửa hàng thì ghé qua 176 Trần Phú, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định để được xem hàng và test hàng cụ thể. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại.